chào các bạn, đăng ký kênh nhanh nhé và nhấn vào ổ chuông ạ. Để cập nhật các clip mới nhất của Abon nha các bạn. Chào các bạn, đây là buổi trưa ngày 25 và bây giờ thì anh Phi có một cái đơn hàng từ Shopee với cái mã hàng là 6101B, đó chính là con võ thần giáp sĩ Thái Dương thần võ. Đây, nó nằm ngay trước mặt anh Phi đây các bạn. Và bây giờ thì anh Phi sẽ lấy nó ra bàn làm việc để anh Phi test nó, sau đó anh Phi sẽ đóng hộp, rồi anh Phi sẽ gửi xuống nhà vận chuyển GNT để gửi hàng cho các bạn nhé. Và bây giờ thì anh Phi cần cố định góc máy để rảnh tay, vô chế độ rảnh tay để làm cái đơn hàng này. Anh Phi sẽ khui hộp hàng ra, sau đó anh Phi sẽ cắt cái dây đai này, sau đó anh Phi sẽ thử nó quay như thế nào, sau đó anh Phi sẽ cột cái dây đai lại, sau đó anh Phi sẽ gửi hàng. Hàng này sẽ được gửi về huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa ha các bạn ha. Rồi, bây giờ thì anh Phi sẽ cố định góc máy để anh Phi test hàng đây. Anh cố định góc máy rồi đây các bạn. Bây giờ thì anh Phi cần một con dao để anh Phi có thể cắt băng keo ra, và cần một cây kéo để cắt cái đai. Anh Phi rất là sợ cắt những cái đai này bằng dao các bạn. Ngày xưa anh Phi rọc những cái đai này bằng dao, những cái gì nè, nắm bánh thất nó cắt vô tay ha. Cho nên thường anh Phi sẽ cắt cái này bằng kéo nha các bạn. Rồi, sau khi cắt bằng kéo xong nó thì lấy cái đai nó ra. Thường nó sẽ có cái đai này nha các bạn, nhưng mà hàng tới tay các bạn sẽ không có cái đai. Không phải là hàng cũ đâu mà do anh Huy cắt ra để anh Huy test đó các bạn ha. Bây giờ thì đây là chế độ quay, đây là cái dây giật ha. Sẵn tiện anh Huy hướng dẫn các bạn cái cách để phân biệt hàng phay với hàng chính hãng luôn. Hàng phay, hàng chính hãng á thì cái dây đai của nó sẽ, một là nó xoay được ha, nó xoay cái cán này được. Hai là nó có lỗ ở đây để chọn cụm dây vô ha, chọn cụm dây vô để vô như vậy nè cho gọn ha. Rồi ba là những cái màu sắc của nó. Thứ nhất là cái dây nịt của nó, chỗ này chốt này sẽ là màu xanh, hai con mắt màu xanh, cái nón chỗ này có cái tê màu xanh ha, và màu xanh trắng xen với nhau ha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ xỏ vào nè, rồi sau đó các bạn sẽ nắm ở đây nè, các bạn giật và buông ra là nó sẽ quay thôi nhé các bạn nhé. Các bạn thấy không, quay thấy không, đẹp không. Đây, nó quay như thế này các bạn ha. Rồi, khi mà các bạn chơi, các bạn sẽ không muốn chơi quay nữa, các bạn muốn chơi xe thì các bạn nắm ngay cái chốt trắng này nè. Các bạn nắm ngay đây, hai tay nè, các bạn xoay qua, xoay qua luôn, đẩy ra, là cái chốt trắng này nó ra nè. Các bạn đẩy thẳng qua luôn cho cái bánh xe nó nằm thẳng như thế này là nó thành chiếc xe. Để giày chưa chạy được đâu, các bạn đưa hai tay lên trời, bập nó lại là nó sẽ thành chiếc xe. Các bạn thọt vô, tùy các bạn thọt trên hay thọt dưới để chiếc xe chạy tới hay chạy lui ha. Tới đây thì cũng xong rồi ha các bạn ha. Và bây giờ thì anh Phi sẽ đóng cái hộp hàng này lại và đóng hàng và để gửi đi giao hàng nhé các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở một clip nào đó của cửa hàng Abo nhé.